close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's life. Welcome cả anh em trở lại kênh DHBG của mình ngày hôm nay. Tiếp tục với game Xe Nơi Đừng Sợ thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 7 và ngày 8. Ngày hôm nay thì anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng ở đây. Đây, ngày 8 nó sẽ có sự kiện tiêu vàng. Đầu tiên là bảng xếp hạng cá vàng vui vẻ thực hiện anh em tiêu vàng. Hiện tại mình đã tiêu được 92 hạng 25 server. Top 1 bên mình tiêu được bao nhiêu đây? 28k6. Còn top 2 là 27k. Và game này quá anh em chú ý cho mình. Nhiều anh em được top 1 nhưng mà nhận quà top 4. Về phần này anh em không lấy cái bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng thì nó sẽ có mốc. Nhưng là top 1 anh em phải trên 40k vàng thì mới được. Ví dụ anh em 39k top 1. Khi tổng kết anh em sẽ không được nhận quà top 1 mà được nhận quà top 2. Top 2 là trên 25k. Và nếu anh em mở tiêu tầm dưới 25k, tức là 24k trở xuống, anh em được top 1 nhưng mà quà chỉ được top 3 thôi. Đây, top 3 là trên 20k, top 4 trên 15k, top 5 trên 10k. Về phần quà bảng xếp hạng vàng này mình thấy từ top 2 trở xuống thì bình thường, chủ yếu là top 1. Top 2 anh em vẫn chỉ được một con tướng tư chất 7, mà nó chỉ cho chọn một trong 4 con, mỗi lớp một con thôi. Quần là Lữ Bố, Thục là Triệu Vân, Ngụy là Tào Nhân và Ngô là Tôn Sách. Cũng may là đa số là tướng đều ngon. Mà tính ra ấy, cũng không phải quá ngon. Chủ yếu là top 1 anh em sẽ được một con thú vàng. Thú là trong phần trang bị em ơi. Đầu tiên là thú lục này, rồi đến thú lam, xong đến thú tím, xong đến vàng và cuối cùng là đỏ. À chưa chắc là cuối cùng là đỏ đâu. Biết đâu về sau nó còn thêm bạch kim, tử kim các thứ. Và sẽ được thêm một xương tướng tư chất 9 chọn mỗi lứa một con. Khá là ngon em ơi. Chưa kể anh em được thêm 5k vàng nữa. Như video trước mình có nói qua là anh em tích vé. Cứ cái gì liên quan về anh em tích cho mình. Còn về vé quay ấy, mình nghĩ game này nó chỉ có bảng xếp hạng thôi. Mà không, ngày mai nó ra tiếp sự kiện quay vé cao cấp em ơi. Hơi tiếc tí là mấy ngày cuối mình có vé nào mình quay về đấy. Nên là không tích được. Và game này có sự kiện tiêu vàng lên là về phần mèo thiên mệnh này. Lúc đầu game anh em giảm mới ok, nhưng mà về sau ấy, tầm ngày 3 trở lên mình thấy anh em không lên làm mới. Anh em cứ tích vàng, đợi sự kiện, nếu mà anh em tiêu thì anh em mới làm mới thôi. Còn bình thường anh em đừng làm mới rất là phí. Và tuần này hoạt động ăn giờ nó vẫn là cái hoạt động đấy, nhưng mà nó chuyển từ có vẻ sang quay tướng. Và quay tướng này mốc cuối là 400 điểm, tổng cộng là có 2 vòng. Anh em làm full là sẽ tốn 800 vé. Tính ra lúc đầu thì nó cũng không phải là quá ngon nhỉ. Đây 400 anh em sẽ được 5 dương ngẫu nhiên ra kiếm phổ. Không ngon lắm. Mở dương này đa số là ra 1-2 sao thôi. 300 anh em sẽ được. Cũng là 5 đá ngẫu nhiên. Cũng không ngon. À khoan á. Đá này lên 5 sao là. Tính ra sự kiện này khá nhân phẩm. Nếu anh em mở làm xong mốc, mở dương ra mấy cái 4-5 sao thì ngon. Còn ra 1 sao thì hơi phế. Còn vé này thì cũng không quá ngon. Mốc 250 cũng bình thường. Đây có mốc 200 được thú lam. Lúc đầu game cũng tạm tạm này. Nhưng mà tính ra không ngon. Mở mốc 200 sự kiện trong vòng 7 ngày kiểu gì anh em cũng xong. Tiếp đến là về quan giờ cho anh em lạp này. Đây vào nó sẽ có rèn thần binh, là anh em tăng sao thần binh. Tăng sao anh em sẽ cần vàng cộng với xu. Về xu vàng này kiểu gì anh em cũng dư lên bỏ qua, chủ yếu là vàng thôi. Đây từ 3 sao lên 4 sao anh em tốn 3 cái dưới vàng. Từ 4 sao lên 5 sao anh em tốn 5.000 vàng. Và từ 5 sao lên 6 sao anh em tốn 7.000 vàng. Về cái này mình nghĩ về sau nó sẽ có đồ theo vậy, kiểu như là đồ bài kim. Nên là mình nghĩ anh em cái chai bỏ qua cho mình phần này. Mặc dù lên 6 sao lúc đầu game thì cũng nhận là khỏe thật, nhưng mà mình thấy anh em vẫn nên bỏ qua. Trừ khi anh em đua top 1 tiêu vàng thì anh em mới nâng cấp lên thôi. Thì bên nào về mail tự chọn, nó sẽ cho anh em chọn 3 tướng. Mà mình nhớ nó chỉ có giới hạn thôi. Mình chọn là Lưu Bố,
Tào Tháo cùng với Trương Vi, mà Trương Vi thấy anh em bảo nó không ngon, nó không ngon bằng con Ngụy Diên. Ngụy Diên anh em đánh giá cao hơn nhiều. Đây, tiếp đến là triệu hồi thể lực, và triệu hồi này chỉ được có một lần thôi. Ngụy là Tào Tháo, Thục là Hoàng Trung, Ngô là Cam Linh, Quần là Hoa Đà, tốn 2 ca dưới, tính ra không ngon em ơi. Chắc là anh em ở chơi Tào Tháo thì may ra đổi Tào Tháo. Tào Tháo này khi anh em lên 8 sao, lương level 151 trở lên là có vô địch 3,5 giây khá là ngon. Đây, và cuối cùng là cầu nguyện. Cầu nguyện này thì anh em chiêu mộ hào hú là sẽ được 1 điểm, chiêu mộ thần tướng là sẽ được 2 điểm. Tính ra đầu game anh em không quay chiêu mộ hào hú, anh em đợi đến ngày hôm nay quay thêm tí điểm. Anh em chú ý cho mình. Và hôm nay game nó ra rất là nhiều sự kiện em ơi. Đây, mình sẽ soi từng cái một server mới này cho anh em làm ưu đãi ngày này. Vòng quay thời trang ma Tào Tháo. Rồi mình sẽ bỏ qua mấy cái này đi. Vòng quay triệu hồi thần ma. Đây, nó sẽ có mốc quà này. Mà mốc này chủ yếu cho anh em nạp là chính thôi. Lúc đầu game ấy tính ra anh em cày kiếm được 1, 2, 3, 6 vé ơi. Không biết ngày mai có reset không. Nếu mà không reset là chỉ có 6 vé thôi. Còn nó reset là một ngày 6 vé. Thì nó sẽ có mốc 1.403 vé, 350 3 triệu dưới hai lệnh đấy. Nói chung là 3 triệu dưới vẫn ngon. Và free được một lệnh. Cái nó không có ai chấm than để xem nhỉ. Nếu mà một lần một đợt được 6 vé. Về vé này ấy, anh em mà xác định chơi giải thì tích cho mình. Đợi về sau ra tướng ngon anh em mới quay. Mà tính ra bảo hiểm tận 80 lần. Mà nó chỉ là chắc chắn ra tướng tư chất 7 thôi. Hên hên mới ra tướng tư chất 9. Nên nó chỉ có hai con tư chất 9 là thần Lục Tốn cộng với ma Tào Tháo. Hai con tư chất 9 còn lại đều là tư chất 7 hết. Đây, tiếp biến là hoạt động này. Đây, hoạt động này mình đã soi qua cho em rồi đấy. Nhiệm vụ 14 ngày. Đây, quà 200 vàng được 2 vé cộng với đột phá. Khá ngon múc luôn này. Đột phá về sau anh em thiếu rất nhiều. Chắc là tầm đôi tháng máy ra anh em mới thừa thôi. Đây, và sự kiện đúc bảo. Đúc bảo này là anh em lên level 77 nó mở. Nó chỉ tính đúc cao cấp thôi. Nói chung là game này cái nào liên quan đến vé anh em tích cho mình. Vòng quay anh em tích cao cấp, đúc anh em cũng tích cao cấp, cộng với anh em tích vé qua hệ. Mà mình không rõ là không biết là về sau nó có sự kiện mở chúc phúc hay không nhỉ. Mình nghĩ phần trăm cao là không có. Nhưng mà chắc mình liều đi, mình sẽ tích cái cầu phúc này. Biết đâu về sau lại có. Mà có mình nghĩ chắc chỉ có cái đỏ thôi. Mà rồi mình cứ tích nào giờ mình xả cũng quan tui em ơi. Tại vì tầm này tháp nó rất là trâu luôn. Đây, ngày hôm qua mình top 4, mà hôm nay rớt top 10 rồi. Giờ mình leo cũng lên được top 8 nhưng mà không xin như em ơi. Đây có bạn 3m8, ui tầng 500, căng ghê nhở. Mình 3m85, được xem bạn dồn gì nào. Ủa khoan á. Bạn chơi team phép em ơi, để hỗ trợ cùng với phép này. Bạn dồn Chu Du level 300, 9 sao. Và Quan Vũ 10 sao, level 295. Đây, bạn dồn Quan Vũ cộng với Chu Du. Thế tính ra Chu Du chắc là cũng ngon em ơi. Bạn này level 85, tức là lạp trên 200k rồi. 85 là mở cái trận pháp nhỉ. Nguyên là trận pháp nó tăng nhiều không? Hiện tại bây giờ mình mới có level 78. Phải 1 đến 2 ngày nữa mình mới lên level 80. Tiếp đến là siêu hoàn trả. Tuần 2 này nó ra sự kiện tiêu vàng, kèm với là sự kiện tiêu hoàn trả. Đây, tiêu phí này. Mốc 50 cũng được một con thú vàng. Mà tính ra anh em cày từ đầu game đến bây giờ không biết có tích đủ 50k không nhỉ? Đợi mình nhớ em nào. Giờ mình có 13k, đã tiêu 7k tức là hơn 20k. Mở sự kiện trong vòng 7 ngày. Thế tính ra cái tiêu này ấy, à quan á. Cái bảng xếp hạng kia chỉ có 3 ngày thôi. Nên nếu mà tiêu 50k anh em thiết kế trong vòng 3 ngày nó sẽ ngon hơn. Tính ra sự kiện này anh em mở tiêu 50k kéo khi nếu mà không gặp top là được top 1. Top 1 là được một con thú, một con tư chất 9, 5.000 vàng. Và tiêu này cũng được thêm khá nhiều quà. Mốc 50k thì được thêm một con thú vàng nữa.
Nhưng mà theo mình ấy, mấy cái sự này về sau quà sẽ ngon hơn. Tính ra anh em cày mà tích từ đầu game là sẽ bị thọt tàn nguyên. Nếu mà được top 1 thì không sao. Nhưng mà nếu không được top 1 là có những em hơi toang luôn. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Nên là theo mình ấy, anh em cứ chắc ăn lúc đầu game em chơi tà tà, rồi về sau anh em tích dần, đợi mấy lần sau anh em chơi nó sẽ ngon hơn. Còn là về mốc quà này ấy, thì cũng tùy thôi. Game này nó có cái hoàn trả, anh em tiêu 9.990 cá thì nó giảm 5.500, tức là chỉ còn có 4.500 thôi. Và anh em chú ý cho mình, về phần này không phải là anh em mua từng món một, xong nó giảm dần, mà anh em mua một cục, anh em mua bao nhiêu nó giảm bấy nhiêu. Ví dụ như một lần anh em mua 2k thì nó sẽ giảm 800, đây ví dụ cho anh em xem nhé. Để mình sẽ mua béo hệ giảm 800 còn 1k2, và anh mà tiêu 5k, rồi mình xem cái nào cho 5k nhỉ. Đây, chắc là mình sẽ... À đây, 650 này. Cộng với 2 lần 200 là 3k, cộng thêm một lần qua hệ lứa là 5.050. Đây 5.000 thì nó sẽ giảm 2.000 dưới, là chỉ còn có 2.550 thôi. Và nếu anh em tiêu 10k thì nó sẽ giảm 5k dưới. Nhưng mà nếu anh em tiêu 15, 20, thậm chí 100k thì nó vẫn chỉ giảm 5k dưới thôi. Lên ấy, nếu mà xác định mua mốc 5k thì anh em tiêu cho 5k. Còn là xác định mua 10k, anh em thiết kế mua tầm 10k, đừng mua trên quá nhiều. Anh mà mua trên khá là phí cái giảm giá này. Ví dụ như là mốc 20k này anh em mua ấy thì nó chỉ có giảm 5k dưới. Đây, 20k giảm 5k dưới, còn 14k dưới. Tính ra cái mốc 20k này phế em ơi, không nên mua. Tính ra mốc 20k này mắc phế. Anh em top có mua ấy, mua gói 12k lại cho mình. Đây 12k ấy thì nó giảm 5k dưới, còn 6k dưới anh em mua từng lần một, anh em đừng mua gộp. Thiết kế em sao mua dưới 10k. Còn về anh em cái, nếu mà không tiêu anh em bỏ qua, còn tiêu anh em chú ý cho mình mấy cái đá lưng thần binh cộng với đá lưng vũ khí riêng. Và ngoài mấy sự kiện tiêu vàng các thứ ấy, nó vẫn quá mày. À, tầm bảo này như là tướng qua sao nhỉ? Tầm bảo này ấy, thì anh em chú ý về mảnh tướng. Mình nhớ nó có 3-4 con. Đầu tiên là Tào Nhân này, thứ hai là Chu Du, thứ ba là Triệu Vân, thứ tư là Lưu Bố. Nói chung là anh em chơi con gì anh em quay con đấy. Anh em quay nó sẽ có tỉa ra hai mảnh. Tầm X10 anh em sẽ ra 2-4 mảnh, mình cứ cho 4 mảnh đi. Anh em quay 10 được 4 mảnh, tức là quay 100 lần là được 40 mảnh. Ngoài ra nó sẽ có thêm Flap Bear Mail này. Về chơi bên này chắc anh em quá quen thuộc đấy. Anh em cứ click để cho nó vượt chướng ngại vật thôi. Rồi qua đi. Chơi này tốn khá nhiều thời gian nên mình bỏ qua. Còn về cái búa này là đấu giá mày. Đây hiện tại đang là đấu giá gia tộc. Hôm nay nó mở cái đánh gia tộc. Đây quân đoàn này. Đây nó mở quân đoàn tranh bá. Để chiến thắng anh em sẽ được 4.000 điểm công hiến cộng với 12 huy chương quân đoàn. Huy chương này anh em đổi tiệm quân đoàn đấy. Trong tiệm thì nó sẽ có xu quân đoàn cộng với cái lệnh bài đấy. Đây ngày hôm nay anh em chú ý cho mình mấy tính năng sự kiện đấy. Thôi ok, mình xin kết thúc kia đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm